Ukraine cam kết sẽ tiến vào Crimea. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine tuyên bố sẽ lật ngược cục diện trong cuộc xung đột với Nga và tiến vào Crimea cuối năm nay. Xoay chuyển tình thế. Tình hình trên chiến trường sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho Kiev kể từ tháng 8 khi vũ khí do phương Tây cung cấp đến tay các đơn vị Ukraine ông Kirill Budanov. Giám đốc cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói với tờ báo Ukrainskaya Pravda hôm 24 tháng 5. Theo ông Budanov, vũ khí của phương Tây sẽ tạo ra sự thay đổi vì hiện nay lực lượng Ukraine đang rất thiếu vũ khí hạng nặng. Nga có 12 tháng nguồn lực để tiến hành một cuộc chiến toàn diện và sau đó xung đột giữa Kiev và Moscow sẽ kết thúc với việc trả lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của chúng tôi, Giám đốc tình báo Ukraine tuyên bố. Khi được hỏi liệu những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đó có bao gồm Crimea, nơi đã bỏ phiếu áp đảo để tách khỏi Ukraine và tham gia cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga năm 2014 hay không, ông Budanov trả lời: "Vào cuối năm nay, ít nhất chúng ta phải tiến vào lãnh thổ Crimea." Theo ati cùng ngày 24 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chia sẻ những dự đoán hoàn toàn khác về những gì sẽ xảy ra trên thực địa Ukraine. Ông Soigu nói, bất chấp sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ phương Tây cho chính quyền Kiev và áp lực trừng phạt Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu. Cựu Ngoại trưởng giờ cảnh báo về hạn chót đàm phán hòa bình. Trong khi đó, phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, WEF, đang diễn ra ở Davos. Thụy Sĩ, chính khách kỳ cựu Mỹ, cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger cảnh báo rằng, xung đột Nga-Ukraine phải kết thúc sau 2 tháng nữa, nếu không sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo ông Kissinger, vẫn có cơ hội nhỏ để dẹp yên cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine và tìm một giải pháp hòa bình. Nếu không, Nga có thể tách khỏi châu Âu và trở thành đồng minh lâu dài của Trung Quốc. Các cuộc đàm phán về hòa bình cần phải bắt đầu trong khoảng hai tháng tới, trước khi xung đột tạo ra những biến động và căng thẳng sẽ không dễ dàng vượt qua nhà ngoại giao kỳ cựu 98 tuổi nói về cuộc khủng hoảng. Ông cho rằng, kết quả sẽ quyết định phần còn lại của các mối quan hệ giữa châu Âu với Nga và Ukraine. Ông nói, lý tưởng nhất là đường ranh giới nên trở lại nguyên trạng. Tôi tin rằng việc theo đuổi cuộc chiến ngoài thời điểm đó sẽ không biến nó thành một cuộc chiến vì quyền tự do của Ukraine, vốn đã được NATO thực hiện với sự gắn kết chặt chẽ, mà trở thành một cuộc chiến chống lại Nga. Cựu Ngoại trưởng Kissinger người nổi tiếng bởi cách tiếp cận thực tế đối với quan hệ quốc tế đặt lợi ích thiết thực của các quốc gia lên trên lập trường ý thức hệ của họ. Ông nhớ lại rằng, 8 năm trước, khi cuộc khủng hoảng Ukraine được khởi động bằng một cuộc đảo chính vũ trang ở Kiev, ông đã vận động để Ukraine trở thành một quốc gia trung lập và là cầu nối giữa Nga và châu Âu chứ không phải là một chiến tuyến của các nhóm bên trong châu Âu. Tuy nhiên, thay vào đó, Kiev theo đuổi việc trở thành thành viên của NATO như một mục tiêu chiến lược. Mở đường cho các hành động thù địch hiện nay. Cựu Ngoại trưởng Kissinger nói rằng cơ hội mà ông thúc đẩy sau đó không còn nữa, nhưng nó vẫn có thể được coi là một mục tiêu cuối cùng. Phương Tây nên ghi nhớ bức tranh toàn cảnh hơn và nhớ rằng Nga đã 400 năm là một phần thiết yếu của châu Âu, nhà ngoại giao nói. Ông cảnh báo rằng châu lục này nên cẩn thận để Nga không bị đẩy vào một liên minh lâu dài với Trung Quốc. Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger đề cập đến cuộc đối đầu leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ, nói rằng hai quốc gia hiện coi nhau là đối thủ cạnh tranh chiến lược khả thi duy nhất trên trường thế giới. Ông nói rằng một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước là một kịch bản đặc biệt đáng lo ngại đối với toàn thế giới. Ông nói. Một cuộc xung đột với công nghệ hiện đại được tiến hành trong bối cảnh không có bất kỳ cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí nào trước đó, sẽ là một thảm họa cho nhân loại. Cuộc tụ họp tại Davos trong tuần này là diễn đàn quốc tế mới nhất mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky đã yêu cầu cung cấp thêm vũ khí cho Kiev và bổ sung nhiều biện pháp trừng phạt Nga. Ông Zelensky tuyên bố Moscow không quan tâm đến việc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần nói rằng chính Ukraine đã làm đình trệ các cuộc đàm phán hòa bình sau khi đạt được một số tiến bộ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Ngày 23 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nhắc lại rằng Nga không phải là người khởi xướng đóng băng các cuộc đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng quay lại đàm phán ngay khi Ukraine thể hiện quan điểm mang tính xây dựng và phản ứng ở mức tối thiểu đối với những đề xuất mà chúng tôi đã gửi tới ông Rudenko nhấn mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt 2 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến nay đã tiêm cho gần 15.600 trẻ. Đợt tiêm này kéo dài đến ngày 12 tháng 6. Đối tượng tiêm đợt 2 là tất cả các trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà trước đó đã tiêm mũi 1 ít nhất 4 tuần, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 tại tỉnh thành phố khác. Ngoài ra thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ từ 5 đến 12 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn chưa được tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm, do mới tròn 5 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới trở về thành phố Hồ Chí Minh đã mắc COVID-19 trên 3 tháng. Tính đến hết ngày 21 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được cho 303.955 trẻ, trong đó 288.377 trẻ tiêm mũi 1, 15.578 trẻ tiêm mũi 2. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, hiện số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 20 của năm 2022. Mới đây thành phố ghi nhận thêm một ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết lên 7 trường hợp tính từ đầu năm đến nay. Cụ thể trong 4 tháng đầu năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 8.481 ca mắc sốt xuất số huyết, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tuần qua thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 943 ca bệnh sốt xuất số huyết, tăng 20% so với trung bình 4 tuần trước. Đa phần số ca bệnh nhập viện điều trị nội trú, thành phố cũng ghi nhận 7 ca tử vong do sốt xuất số huyết từ đầu năm đến nay. Một số quận huyện có số ca bệnh trong tuần giảm so với trung bình 4 tuần trước là quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 8, quận 10, quận 11 và Phú Nhuận. Trong khi đó cũng có nhiều phường xã có trung bình ca bệnh tăng, đó là phường Tân Thới Hiệp, Thạnh Xuân quận 12, phường Phú Thạnh Sơn Kỳ quận Tân Phú và xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn. Thành phố đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết. Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế cùng công ty Uniki Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên đã thực hiện dự án trồng rừng trên vùng đất cát ở miền Trung Việt Nam. Mục tiêu ban đầu của dự án là trồng khoảng 100 hecta tại khu vực rừng phòng hộ ven biển ở thị xã Sông Cầu, sau đó nhân rộng ra khắp các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Dự án trồng rừng trên vùng đất cát ở miền Trung Việt Nam khuyến khích trồng 500 hecta rừng với 20 loại cây bản địa của các địa phương khu vực miền Trung để đảm bảo chức năng phòng hộ ven biển. Tại tỉnh Phú Yên, dự án sẽ trồng mới 100 hecta rừng với các loại cây bản địa ưu tiên gồm cây chai lá cong, loài cây đặc hữu đang cần được bảo tồn và cây tràm. Kinh phí thực hiện dự án được công ty Unix cam kết hỗ trợ là 240.000 đô la Mỹ. Việc trồng rừng này giúp cho công việc trồng biến đổi khí hậu vì thời tiết đang càng nắng nóng và khô hạn hơn. Việc trồng rừng trên cát sẽ giúp bảo vệ những đụn cát tự nhiên. Từ tỉnh Phú Yên, sau khi mà thực hiện được khoảng 100 hectare trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ làm cái bài học kinh nghiệm để mà xây dựng các cái chương trình kế tiếp theo cho các cái tỉnh bằng cần. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu trồng 15 triệu cây xanh để khôi phục và phát triển hệ sinh thái. Dự án trồng rừng trên vùng đất cát được thực hiện tại thị xã Sông Cầu vừa phát triển hệ sinh thái vừa hỗ trợ sinh kế cho người dân. Theo kế hoạch triển khai thực hiện đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, ngoài các cái việc nâng cao giá trị của rừng hồ ven biển lên thì dự án còn rất nhiều các hợp phần khác để tạo cái sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương đối với ban quản lý trong công tác phòng chống cháy rừng tạo sinh kế cho người dân có thể hưởng lợi được từ cái các cái dịch vụ khác từ rừng mang lại tỉnh Phú Yên sẽ bảo vệ và sử dụng hiệu quả khoảng 11.650 ha rừng vùng ven biển hiện có trong đó, thị xã Sông Cầu có diện tích rừng phòng hộ ven biển lớn nhất với khoảng 8.000 ha.